dụng cụ gì anh cũng hướng cái phần mặt sắt này về phía bên trước nhé. Cái mặt sắt này mà chém vào đất quay thế này. Cái đấy bỏ phía bên phải chỗ này. Phải à? Nó có cái lỗ ở trên chỗ cái thanh công cụ ấy, anh chốt vào là được. Tất cả những cái lưỡi này là lắp cái hướng sắc nó về trước ấy. Đúng rồi, cái hướng sắc nó phải nằm đằng trước để nó phay được đất. Anh lúc ấy anh bật công tắc đóng nhé. Đấy, ra về. Cỏ nó sệt. Cứ ga lên là chạy thôi, không cần phải số chứ gì ấy. Trong này. Trong này luôn. Sau bề mặt ta thử tí em ta thử tí em rồi cái ga nó hơi lỏng. Rồi anh muốn nó đứng một chỗ là anh phải tì tay một tì tay là nó quay chỗ căng căng. Anh đè tay xuống anh ạ, đè tay xuống đấy. Đất đây do đất không bằng. Thả ga
Do đất không bằng, thường thường đánh cỏ thì đất thì phải bằng hơn thì dễ làm hơn anh ạ. Vườn dứa nhà đi đánh thì đánh thì cứ đầy. Này, chung rồi. Nó có, cà phê chưa? 48kg mà. Cho qua cái đấy này, thì sang đánh nó cỏ xanh nhờ. Cúi đầu luôn. Đây cho anh cho vào đi. Đấy. Đấy đánh thoải mái. Đây nó mới chuẩn quá này. Đầu kia nó ấy quá, nhiều đá nó không bằng. Bắn lên. Đây được vậy như đang kia này nó nó vẫn mất cái giữa. Đấy được rồi, anh làm ở đây. Cái dọc này thì ấy nó hơi hẹp, anh tì xuống được, anh ga lên đi. Tì xuống á, tì xuống. Tì xuống hết rồi. Nếu mà không ấy là phải tăng ga này. Nếu không ấy được thì tăng ga lại cho tay phải tiếp. Cảm thấy nó mau quá nên ga nhẹ lại tí. Con này nó khỏe lắm, 7 lửa các bạn. Anh Tâm ơi, quả em thử lại đây. Anh ơi, chỗ nào mà anh đánh cái cỏ ấy, anh phải lắc cái tay này phải. Đấy, lắc một tí. Thì nó có phần đánh cái giữa ấy, nó có cái phần giữa của hai đánh thì nó cũng đánh cỏ luôn. Để cho cái phần ở giữa này nó đóng đánh được, còn anh hỏng xong là nó không ấy. Okay. Ra lên mắt. Đè tay xuống mắt. Lúc nào bác muốn dừng thì bác tắt ga đấy là được.